Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với khóa học Angular Web App. Và bài học thứ hai thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách đổi tên project và thêm một component mới. Bây giờ chúng ta sẽ mở project mà ở bài trước chúng ta đã tạo. Chúng ta vào file open folder và dẫn đến thư mục chúng ta vừa tạo project quản lý sinh viên hôm qua ở bài trước. Select đây, bộ project của chúng ta đã lên rồi. Chúng ta sẽ vào suộc app, sau đấy chúng ta sẽ vào app.component.com TF để đổi title của web app. Chúng ta sẽ đổi thành VLSV thành quản lý sinh viên. Tiếp đến là app.component.html, chúng ta sẽ bỏ cốt mặc định cũ, thay vào đó là cốt mới của chúng ta. Xóa đi. Rồi chúng ta sẽ thêm H1. Sau đấy là nhọn đôi. Gọi biến title. Đây là cấu trúc gọi biến từ ITS ở dưới của Angular. Tiếp đến chúng ta sẽ xem ở trên trình duyệt của chúng ta đã thay đổi như thế nào. Đây, chúng ta không cần phải build lại, không tự build lại. Và ở phần tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một component mới. Chúng ta sẽ chạy terminal ở trên Visual Studio Code. Chúng ta sẽ dùng câu lệnh như sau: ng cách generate cách component cách tên của component chúng ta muốn tạo. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một component là sinh viên, viết liền enter. Đã xảy ra lỗi rồi. Đây là lỗi chúng ta không có đủ quyền, vì chúng ta đang chạy terminal trên Visual Studio Code để có full quyền. Thì chúng ta sẽ chạy command line trên thư mục của chúng ta. Chúng ta vào có cmd trên thanh đã xuất hiện terminal. Chúng ta sẽ sử dụng lại lệnh vừa dùng ng generate cách component sinh viên enter. Lại xảy ra lỗi, đây là lỗi do chúng ta chưa truy cập vào trong project. Chúng ta sẽ cd vào trong và sử dụng lại lệnh như cũ enter. Máy sẽ gen ra cho chúng ta các file cần thiết và chúng ta sẽ vào trong Visual Studio Code để thêm một số câu lệnh. Đây, folder sinh viên của chúng ta đây. Chúng ta sẽ gõ lệnh số code trên sinh viên.com.ts. Đây, tôi sẽ tạo một biến mới. Một biến mới tên là sinh viên và giá trị là Nguyễn Phan A. Đấy, chúng ta sẽ sang file HTML, bỏ cốt cũ đi. Chúng ta sẽ thêm một thẻ H2
sau đấy chúng ta sẽ dùng câu lệnh cú pháp nháy ngoặc chọn đôi, trong là tên biến sinh viên. Và chúng ta sẽ vào app.commandant.html và gọi commandant của chúng ta với cú pháp như sau: thẻ app gạch ngang sinh viên, đóng thẻ. Như vậy là chúng ta đã gọi được commandant sinh viên của chúng ta. Đã đây kiểm tra là đã đúng hiện commandant và hiện biến ở trên commandant luôn, là Nguyễn Văn A đây ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo ra một class mới, class sinh viên. Trong này chúng ta sẽ gõ câu lệnh như sau: export interface sinh viên. Và trong class sinh viên này chúng ta sẽ có hai thuộc tính. Đây là thuộc tính ID kiểu là number, thuộc tính name kiểu là string. Đấy, các bạn có thể thấy là nó gợi ý code cho tôi. Chúng ta lợi ích của tagline đấy ạ. Quay trở lại sinh viên trong commandant.ts, ta sẽ import class chúng ta vừa tạo, import class sinh viên từ wow. Là sẽ cho đến đường dẫn của class vừa tạo. Sinh viên .ts. Sinh viên thôi, có thể chúng ta sẽ comment lại biến vừa tặng lúc nãy. Và bây giờ ta sẽ tạo một sinh viên. Có giá trị bằng ID bằng 1 và tên name là Nguyễn Văn A. Như vậy là đã xong. Ở trên HTML sinh viên trong commandant.html tôi sẽ không gọi biến sinh viên nữa, thay vào đấy tôi sẽ gọi đối tượng sinh viên và các thuộc tính của nó. Ta sẽ thay vào đối tượng sinh viên với các thuộc tính của nó. Đây là cú pháp thay đúng không? Một biến ở trong là đã lên rồi, nhưng vừa một dấu hoạt động ở đây chúng ta sẽ làm sửa đi. Như vậy là đã hoàn thành bài này. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo.